Khuôn mặt méo mó như sắp chảy của Thẩm Thúy Hằng hiện tại mất hết vì dao kéo. Kết quả phẫu thuật thẩm mỹ của nữ diễn viên nhan sắc xuống dốc không phanh. Thẩm Thúy Hằng từng được xem là ngôi sao sáng nhất của điện ảnh thương mại miền Nam Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1950, nhưng vì sự cuồng sắc đẹp thái quá nên cô đã lao vào công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ như con thiêu thân. Kết quả gương mặt lộng lẫy một thời giờ chỉ là quá khứ, thay vào đó là một thảm họa đáng thương. Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, có vẻ đẹp trời phú. Trước năm 1975, cô được cô là minh tinh màn bạc nổi tiếng châu Á. Cô không chỉ hot trong điện ảnh cả nước mà còn tham gia nhiều phim của các nước trong khu vực. Những ai yêu mến điện ảnh nước nhà những năm 70-80 chắc hẳn sẽ không thể quên được hình ảnh Người đẹp Bình Dương, sắc nước hương trời cực nổi tiếng thời kỳ đó. Với nhan sắc mặn mà cùng lối diễn xuất tài hoa, Thẩm Thúy Hằng liên tiếp xuất hiện và thành công trên mọi tác phẩm như Người đẹp Bình Dương, Tứ Quái Sài Gòn. Nhan sắc chim sa cá lặn một thọ của Thẩm Thúy Hằng, công chúng ưu ái gọi cô là nữ hoàng của sân khấu đèn màu. Tên tuổi người đẹp vươn đến tầm minh tinh châu Á khi liên tục nhận được giải thưởng tại các liên hoan phim lớn tại nước ngoài như Liên hoan phim Đài Bắc, nữ diễn viên khả ái nhất tại Liên hoan phim Moscow và Satken tại Liên Xô năm 1982. Khi về già, để che đi dấu vết thời gian trên gương mặt, Thúy Hằng đã lạm dụng mọi phương pháp cấy silicon để níu kéo sắc đẹp của mình. Hậu quả, cô đã trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu lớn nhỏ để chống chọi với sự tàn phá của hóa chất trong cơ thể, khiến khuôn mặt bị biến dạng. Gương mặt biến dạng do phẫu thuật thẩm mỹ của Thẩm Thúy Hằng, mặt nhọn hoắt, da lão hóa. Tuy nhiên, phong thái từ tốn cùng nụ cười luôn nở trên môi của Thẩm Thúy Hằng khiến cô trở nên rạng rỡ hơn. Nhiều người sốc khi nhìn thấy hình ảnh Thẩm Thúy Hằng hiện tại, quá khác so với thời còn trẻ. Nữ diễn viên đình đám một thời cũng nhận được nhiều lời khen vì sự tự tin cũng như niềm lạc quan vui sống, dù gương mặt của cô gần như bị biến dạng hoàn toàn sau nhiều lần thẩm mỹ.